Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai vừa phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai tổ chức thu hình chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai năm 2024. Với nội dung thi tìm hiểu về phòng chống bạo lực gia đình, chủ đề chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. 15 đội chơi là thành viên các câu lạc bộ nam giới nói không với bạo lực gia đình, nhóm phòng chống bạo lực gia đình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia vào bốn vòng thi gồm chúng tôi là câu lạc bộ gia đình hạnh phúc nói không với bạo lực gia đình chấm dứt bạo lực vun đắp yêu thương và chung sức bên cạnh các phần thi ứng xử trắc nghiệm các đội thi cũng mang đến các tiểu phẩm kịch sân khấu hấp dẫn với nội dung đề cập đến bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình bình đẳng giới trong gia đình ngăn chặn bạo lực gia đình chương trình được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 25 tháng 11 sắp tới Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền về luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 và nghị định số 76 ngày 1 tháng 11 năm 2023 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, cách xử lý các tình huống xung đột, mâu thuẫn gia đình, vân vân. Dự kiến chương trình sẽ phát sóng trên đài phát thanh Truyền hình Đồng Nai trong tháng 11 năm 2024.